Xin chào các bạn, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về một thực thể khá nổi tiếng trong The Bike Room. Đó chính là thực thể số 67, Party Goer, và kèm theo đó là Level Fun. Party Goer thường xuất hiện là ở Level Fun, Level 119, Level 188, là những thực thể rất hung hãn, rất thông minh được tìm thấy trong The Bike Room. Party Goer là những thực thể cao lớn, có hai chân và thường có màu vàng tươi, nhưng chúng có thể là màu đỏ, màu xanh lục, màu xanh lam hoặc màu trắng. Chúng không có quá gì đặc biệt khác về phần ngoại hình, ngoại trừ một nụ cười được khắc trên khuôn mặt của chúng. Chúng rất thông minh và có thể vận hành những máy móc phức tạp mà con người không thể làm được. Và chúng có thể dễ dàng đi qua gần như bất kỳ level nào của The Bike Room để tìm kiếm con mồi. Party Goer có một khả năng đặc biệt, đó chính là bất kỳ ai mà chúng tiếp xúc sẽ biến thành Party Goer. Tức là nếu chúng chạm vào bạn dù chỉ là một ngón tay thì bạn sẽ bị biến thành chúng. Những người đang bị biến đổi sẽ bị mất đi ký ức của họ trong quá khứ, và thay vào đó cơ thể của họ sẽ dần bị thay đổi theo những đặc điểm và tính cách của Party Goer. Quá trình biến đổi diễn ra trong vòng 1 giờ. Các đầu cánh tay của chúng có những khe hở với một số răng nanh bên trong. Chúng thường sử dụng những chiếc răng nanh này để bám vào một người sống sót nếu người đó có ý định chạy thoát. Tất cả các Party Goer gần như đều có thái độ cực kỳ thù địch, nhưng điều đã làm nên một Party Goer đó chính là sự thông minh của chúng. Bằng một cách nào đó, chúng có khả năng sử dụng những công nghệ hiện đại mà con người ta đang sở hữu. Chúng còn tìm cách tạo và thay đổi một số thông tin về các thực thể và level trong The Bike Room Wiki. Gần đây, một mục có tên là Level Fun đã được tạo ra để có thể thu hút con người. Nếu bạn nhìn thấy những quả bóng bay đang tự nổi lên thì đừng có làm bất kỳ tương tác gì với những quả bóng bay đấy, hoặc ít nhất là đừng đến gần những quả bóng bay đấy, vì đa số chúng đều được Party Goer sử dụng để dụ dỗ những con mồi. Nếu bạn cảm thấy rằng có một Party Goer đang tiếp cận bạn hay nhìn thấy chúng thì hãy chạy đi, đừng để chúng bắt được, vì nếu chúng đã chạm vào bạn thì có lẽ đã quá muộn rồi. Nếu bạn thấy những cánh hoa giấy bay ra khỏi cửa sổ ở Level 188, hãy tránh nó bằng mọi giá, vì đó là dấu hiệu cho việc Party Goer đang ở gần đó. Sau đây là những lời khuyên dành cho bạn để đối phó với Party Goer. Đầu tiên, các bạn nên xóa hoặc thay đổi những thông tin hay những tập tin mà Party Goer đã thêm vào để tránh gây ra sự hiểu lầm cho những người khác. Nếu bạn nghe hoặc nhìn thấy một Party Goer đang lạng vạng xung quanh thì hãy chạy đi. Bạn đừng có nên đi theo những tiếng động như tiếng cười hay tiếng bốc bay, hoặc là không nên tin bất kỳ thông tin nào được theo sau bởi dấu cười. Và giờ chúng ta sẽ đến với level mà Party Goer thường dùng để dụ dỗ con mồi, là Level Fun. Level Fun, Survival Difficulty, Class 5, Unsafe, Unsecure, Entity Infestation. Đó là cấp độ đánh giá ban đầu cho Level Fun là cấp độ 5. Thế nhưng Party Goer đã hoàn toàn thay đổi mã nguồn của nó thành Completely Safe, tức là hoàn toàn an toàn, mặc dù sự thật lại trái ngược với điều đó. Level Fun là một phòng tiệc nhỏ, trong đó có những chiếc bàn, có thực phẩm trên đấy, và đây cũng được coi là căn cứ của Party Goer. Tất cả những thông tin còn lại trong level đều bị Party Goer thay đổi để dụ dỗ người khác, nên lời khuyên là đừng bao giờ cố gắng để đến được Level Fun. Và mình sẽ không tiện nói cách để vào được Level Fun cho các bạn. Còn cách để thoát á, thì nếu các bạn đã vào được Level Fun rồi thì Chúa cũng chẳng cứu được bạn đâu.